场荡气的瑰丽，身份相当矜贵，眉头笑眼精雕金砌，使你着迷。行业列来做势，一句话即可得到一切，大能智慧气派绝世，绽放光辉。无缘想以心中美善看到世间美丽，自信想能目空一切，你眼睛看出真与伪，送我最深一世，路再弯两心依然默契。众星光灿烂，那似我心美丽，自信想能目空一切。伴你走，纵千载百年，也会信守一世，爱到底，似今坚决来世。Tư à, người mà huynh ngưỡng mộ chính là muội. Tâm tư của con và Đa Thọ lý nào ta lại không biết. Nếu như không xứng môn đăng hộ đối sẽ bị người ta đàm tiếu ngay. Đây thôi. Đây chính là tam thiếu gia đó, cậu đứng thứ bảy. Có người hầu vẫn là người hầu, quan trọng nhất vẫn là biết tiến thoái. Đừng nên có suy nghĩ cao xa. Thì ra Tương Dương hữu tâm, thần nữ vô mộng. Ai, tam đệ phải lòng tứ đức, nhưng tứ đức thì lại có người khác, đúng là vô cùng bất hạnh. Phải nói là tình trời khó giá, hương biển khó lấp. Thật ra cũng đâu có gì xấu, biểu đệ về tứ đức cũng không môn đăng hộ đối, nên khó mà nên đôi được. Đừng có nói mà, người sức môi kỹ chén mẻ mà. Không sao, không sao, thử nghĩ xem ở đâu mà không có cỏ dại. Uyên ương minh hồ ắt sẽ thành đôi. Đúng vậy, quyết tâm chọn giai gẫu khác, sớm thành thân sanh con, sanh thêm vài đứa con cháu đầy đàn, năm đời sung túc. Tiệm vàng không ngừng khai trương, nghiệp vụ không ngừng mở rộng. Đủ rồi, đủ rồi, các huynh không cần ca hát an ủi theo dần như vậy. Ăn đi. Ý, chịu ăn uống, vậy thì gọi rượu nếp đi. Tại cả cho đệ uống thoải mái luôn. Ông chủ. Các vị khách quan, hôm nay tiệm của tôi ưu đãi tặng khách nha. Tặng cái gì vậy? Bánh thọ làm rất là khéo léo. Bánh thọ. Ê, trời ơi, đây là bánh thọ uyên ương, một âm một dương, chuyện tốt đi đôi. Người đã thành thân ăn vào phu thê hòa thuận, người còn độc thân đào hoa sẽ tới. Tới cái gì mà tới? Kim Đa Thọ tôi suốt đời suốt kiếp cũng không ăn bánh thọ nữa. Tôi nói đó, cho dù chết đói, tôi về bánh thọ cũng già chết không nhìn nhau nữa. Xin lỗi nha ông chủ. Không ăn không sao hết á, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Phải rồi, để không ăn thì mấy huynh ăn. À phải đó, bánh trái trên đời biết bao nhiêu. Bánh thịt gà, bánh nấm hương nè, bánh chè nè, bánh hạt sen, còn có bánh tóc mỡ, bánh tàu xá, sao không ăn. Bánh bao gì để cũng không ăn. Ăn bánh bao càng nhiều, đường tình càng lận đận. Vậy thì ba chúng ta ăn đi. Ăn tới vừa uống vừa ca luôn. Ăn bánh đến nỗi cười. Trời ơi, đúng là đã làm thì làm đến cùng. Ba người ăn phần bốn người, thật sự là cứng lục phủ ngũ tạng luôn vậy đó. Trừ đây trừ nọ, mẫu lòng của đệ cũng ăn sạch trơn luôn rồi. Tuy rằng bị ông chủ chửi xối xả vào mặt, nhưng mà chúng ta cũng vô cùng vui mừng. Mấy đệ nghĩ coi, heo căng da, người căng bụng, no quá làm sao đây? Nước trà rất là ngon đây. Nước trà là kìa, cay vị dễ tiêu đó. Có nước trà là kìa, uống một chén tiêu nhanh cũng tốt, cùng lắm tôi đãi huynh. Phải uống một chén mới được. Nước trà là xin dừng bước. Ông trà là. Ông trà là. Nước trà là xin dừng. Ông trà là. Tâm đệ, làm cái gì vậy? Đi mau. Ông trà là, đợi tôi với. Ông trà là. Ông trà là, đợi tôi. Ông trà là. Ông trà là ơi, đợi tôi. Tại sao? Tại sao vậy hả ông trời? Tại sao giờ con người đổi? Tại sao chuyện tốt chắc trở
Tại sao duyên người phối lập? Tại sao suy tâm đau lòng? Tại sao? Để đi đủ như vậy. Để mở to mắt nhìn cho kỹ đi. Trời chưa sụp xuống để đốn sai bèm rồi. Đốn quốc sự, biên cương đột quyết vẫn chưa diệt. Tới nhà sự, công gia chưa thành, gia chưa báo. Chuyện tình nam nữ không đáng nói tới đâu. Để có một diệt quyết là nên bảo vệ nước nhà. Để tình thâm như biển, để nên hiếu thảo cha mẹ. Nam tự hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Nhấc lên được thì bỏ xuống được. Trời ơi, không cần mạnh tay vậy đâu, chữ nào cũng gian gian. Trời ơi, tâm đệ thê thảm biết chừng nào. Nhìn đệ kìa. Trong vòng 10 bước đâu cũng là cỏ dại. Đại trượng phu lo gì mà không có vợ chứ. Hơn nữa đại thọ chỉ làm theo ý mình, tình mới nảy nở, cho dù thất bại tại chỗ thì có gì đau lòng chứ. Mê Quỳnh không hiểu đâu. Thật sự là đau lắm. Gọi tất cả mọi người ra đây. Ra đi. Ôi trời ơi, mới sáng sớm gõ kẹn hết hồn. Có phải nhà chung quanh đây bị cháy hay không? Có phải cháy nhà, có phải cháy nhà không? Phải thì lập tức chạy đi tránh tai họa, nhanh lên. Không. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Kêu người dập lửa không được chậm trễ. Trời ơi, không phải cháy nhà đâu. Người dập lửa. Là tam thiếu gia không có cái chậu kìa. Hả? Trời ơi, mới sáng sớm làm người ta hết hồn mà. Trời ơi, sau khi không gõ chậu là mất mộng đẹp của người ta nè. Đa Thọ à, con làm cái gì vậy hả? Còn có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Mọi người nghe cho kỹ đi. Tôi phải chết. Hả? Cái gì? Kim Đa Thọ, tôi thề với trời, tôi nhất định phải chết. Chết rồi. Con ơi, con đừng có làm cho mẹ sợ nha. Tam thiếu gia, đừng như vậy mà. Tam đệ à, chết nhẹ tựa Long Hồng, nặng tựa Thái Sơn. Để làm tổ sợ hết hồn luôn vậy nè. Ta là huynh đệ đồng lòng, huynh sách về cho đệ, đệ cầm dù cho huynh. Vị nương vất vả cực khổ để nuôi đệ, sao đệ có thể chết được? Mọi người sẽ rất là đau lòng. Được không nào? Để đệ nói hết coi được không? Đệ gác tay lên trán suy nghĩ suốt đêm. Chính vì đệ có mẹ, chính vì đệ có huynh đệ, cho nên đệ phải chết. Hả? Chỉ có cái chết, đệ mới có thể chết đi sống trở lại. Làm lại từ đầu, đệ phải nói với thiên hạ, bắt đầu từ hôm nay đệ sẽ chuyên tâm làm việc, không nghĩ chuyện khác. Đệ phải cùng huynh lo tốt giám kiểm hiệu. Vậy thì tốt quá. Đa Thọ, con nên người mẹ rất vui, mẹ ủng hộ con. Tam đệ, tam đệ có chí khí, nhị ca nhất định ủng hộ đệ. Bảo huynh ủng hộ đệ. Hiếm khi đệ lấy tiệm vàng làm trọng. Đại ca và đại tẩu ủng hộ đệ. Mọi người ủng hộ đệ. Trải qua nhiều ngày tính toán, cuối cùng tôi nghĩ ra được hàng loạt đại kế cho tiệm. Hơn nữa còn được mẹ và đại ca gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, giám kim hiệu sẽ thực hiện nhất quy lưỡng chế. Cả con rùa cũng phải khống chế, phải đem nó nhốt dưới bàn. Mỗi ngày kiếm người phụ trách đuôi, có liên quan gì tới cửa tiệm? Quy này không giống quy kia. Đa Thọ, con mau giải thích sao lại có lưỡng chế. Chế thứ nhất, tiệm vàng thực hiện kim hội chế. Sau này khách hàng đến ủng hộ mua vàng của chúng ta, chỉ cần trả thêm 10 phí một năm gia nhập kim hội thì được bao sửa, bao làm, bao đánh bóng. Vàng của chúng ta qua tay bọn con làm sao mà hư được chứ. Mỗi người thu 10 lượng, không giàu mới là lạ đó. Nói tới chế thứ hai, tức là chế độ hoa hồng của mọi người. Bây giờ mọi người đều nhận lương căn bản, làm cũng 3 lượng 6, không làm cũng 3 lượng 6, sớm muộn gì cũng cuốn gói. Vì để khích lệ tinh thần của mọi người, chúng tôi mới đưa ra làm nhiều lãnh nhiều, không làm thì không được gì. Sau này mọi người giúp cửa tiệm bán được bao nhiêu, toàn bộ đều được chia hoa hồng hết. Cái được gọi là quy, tức là tuân chí quy vô quy. Ha, ai đó. Mới nãy tôi không gọi tên huynh, huynh có cảm nhận gì? Thấy buồn buồn sao đó. Vậy mà còn biểu môi nữa. Nè, cho nên tôi mới nói, nếu khách họ bước vào tiệm của chúng ta phải lập tức gọi được tên của họ, biết họ có sở thích gì, thích mua những món hàng gì. Thì nghĩ xem,
khách sẽ cảm thấy như về nhà của mình vậy. Chúng tôi cũng không muốn, nhưng mà hàng ngày rất nhiều khách quay như là giống giống vậy. Đừng nói là cái tên, cả khuôn mặt chúng tôi cũng không nhớ nữa. Trời ơi, thật ra không khó, có bí quyết. Vậy là sao? Phải nhớ đặc điểm. Nè, tôi thì nhớ vậy: Trần lão gia thì mắt lồi lồi, Chu lão gia thì ngăm ngăm chắc chắc, Tiểu công tử thì mũi hỉnh hỉnh, Hà cô nương thì lông mày xết xết, Mã phu nhân thì đỏ chói chói, Sầm phu nhân thì mắt long lanh, mắt long lanh. Trần lão gia thì mắt lồi lồi, Chu lão gia thì ngăm ngăm chắc chắc, Tiểu công tử thì mũi hỉnh hỉnh, Hà cô nương thì lông mày xết xết, Mã phu nhân thì đỏ chói chói, Sầm phu nhân thì mắt long lanh, mắt long lanh. Tam thiếu gia, tôi nhớ được hết rồi. Trời ơi, Quynh hát lần cũng nhớ được hết. Tam đệ giỏi lắm. Vậy mới nói sau này tìm vàng kiếm được tiền, khách họ hài lòng thì người làm cũng được thổi vàng. Sau này có Tam thiếu gia ở đây quản lý rồi, nỗi thu tiền cũng mỏi cả tay. Đại thúc à, cũng nhờ các huynh đệ và thúc giúp đỡ thôi mà. Thật đó, ngày trước đại thiếu gia vu oan tôi, cũng may có Tam thiếu gia cản lại không cho tôi nhảy lầu. Nếu không làm sao hôm nay tôi thấy cậu anh minh như vậy. Sau này tiệm vàng tốt, mọi người tốt. Mình phải cố lên, cố gắng kiếm tiền. Hãy quên tới đức, tiến thẳng phía trước. Hãy quên tới đức, tiến thẳng phía trước. Hãy quên tới đức, tiến thẳng phía trước. Nước trà là ngon đây, cái gì dễ tiêu đây. Trà là ngon đây, cái gì dễ tiêu đây. Ông trà là, để tôi với. Ông trà là, nước trà là ngon đây. Hãy quên tới đức, tiến thẳng phía trước. Hãy quên tới đức, tiến thẳng phía trước. Hãy quên tới đức, tiến thẳng phía trước. Hãy quên. Cảm ơn. Cam này là của cô à? Phải, quai giỏ bị đứt, làm rớt tùm lum hết đó. Cô về nhà hả? Dạ phải. Đúng rồi, cậu đi về hả? Phải. Đúng rồi, nghe vị thiếu gia nói gần đây cậu rất bận ha. Phải, bây giờ đặt hết tinh thần giúp đại ca lo tốt giám kim hiệu. Phải rồi, còn cô? Tôi hả? Tôi vẫn đang tiến về mục tiêu của mình. Dành dụm được chút ngân lượng, bắt chước Dương Ngân Bình mua cho thật nhiều vàng để dành mở tiệm đó. Vậy là tốt rồi. Tại sao hôm nay con đường này dài quá vậy? Đi hoài cũng không tới. Tại sao mình càng muốn tránh mặt cổ thì càng để cho mình gặp được cổ? Tại sao đã ép mình không được suy nghĩ rồi mà trái tim vẫn cứ đập thình thịch như vậy à? Tại sao tim mình vẫn còn thấy đau nhói vậy? Con muốn qua phủ công chúa. Vị phu nhân bà đừng hiểu lầm, lâu nay con được bà và lão phu nhân chăm sóc, con thật lòng rất biết ơn mọi người. Bây giờ nhìn thấy Tam thiếu gia cố gắng chịu làm việc, lẽ ra con cũng vui mừng. Nhưng tính toán hai người gặp nhau không biết nói gì cho phải, con nghĩ chi bằng để con qua phụ công chúa hầu hạ công chúa, có thể như vậy sẽ tốt hơn cho đôi bên. Hy vọng nhị phu nhân toại nguyện. Con đã hiểu được như vậy, ta nên cảm ơn con mới phải. Tứ à, con có giận nhị phu nhân không? Tại sao con lại giận chứ? Tất cả những gì nhị phu nhân làm cũng chỉ vì Kim gia, vì ba người con. Con không có trách bà đâu, con chỉ ngưỡng mộ họ có được người mẹ tốt như bà thôi. Tứ à, con là một cô gái tốt, sau này con có điều gì cần ta giúp đỡ, con cứ việc nói với ta. Đinh Lai Hỷ này hứa, dù là chuyện gì ta nhất định cũng sẽ làm cho con. Hôm nay Tứ Đức được ba bữa cơm no, không lo không nghĩ như vậy đã là ơn trời ban cho con rồi. Con không cầu mong gì nữa đâu, con chỉ cầu cho trên dưới Kim gia tinh thần sảng khoái, phúc thọ an khang thôi. Phu thê muội mới đi lễ Phật, nghe nói Phật Đa Tử trong chùa rất là linh nghiệm, cho nên phu thê đệ có thỉnh một cái cho Kim gia tỷ
Hy vọng trời Phật phù hộ cho Kim Gia tỷ sớm có con cháu. Đại tỷ, không bao lâu nữa tỷ làm bà nội rồi. Hy vọng Tam công chúa có thể 3 năm 2 đứa. Phải đó, phải đó. Tỷ nhớ nói cho công chúa biết nha. Phải để hướng đông nam ở trong phòng công chúa đó. Còn nữa nha, nhớ nói với công chúa một tiếng đó, là phu thê đệ đã thỉnh cho công chúa đó. Vậy thì cảm ơn nha. Có cái gì đâu. Thật ra Kim gia có 2 người con dâu. Tôi cũng hy vọng chúng có thể giúp Kim gia sớm có cháu nối dõi, con cháu đầy đà. Phải phải. Con làm dâu Kim gia được 5 năm chưa vậy? Dạ 7 năm rồi. 7 năm mà chưa có con à? Người ta nói qua 7 năm thì càng thêm khó khăn đó. Vậy mau chóng tìm đại phu bắt mạch đi. Sanh con là phải sanh lúc còn trẻ chứ. Trai già đẻ ngọc, người ta cười thúi đầu luôn. Con cháu có phước của con cháu, phải xem ý trời thôi. Phải ha. Phải rồi. Cái gói này là gói gì vậy? Phải rồi. Cứ lo nói phần đa tử hoài, xém chút là tôi quên mất cái hủ tương cực phẩm này. Hủ tương này là mụ nhờ người đem từ Hàng Châu đến đó. Đậm đà tươi ngọt. Hôm đó ăn món gà hoàng kim của tỷ xong, thật sự vẫn còn dư vị. Nếu chấm với loại tương này thật sự rất tuyệt vời. Thôi thì ở lại ăn bữa cơm rồi hãy về. Tôi dặn nhà bếp là món gà hoàng kim mà hai người thích ăn nhất. Ôi trời ơi, vậy thì không khách sáo nha. Cung kính chi bằng nghe theo tỷ. Ngọc à, vậy con vào bếp chuẩn bị đi nha. Dạ. Phải làm phiền nha. À Tiểu Hà. Dạ. Đem hủ tương của cậu mở vào giùm ta đi. Lát nữa dùng để chấm gà hoàng kim của chúng ta đó. Phải đó, phải đó. Phải rồi, đúng là làm phiền quá à. Lương tử của chàng sắp không còn chỗ đứng rồi. Người cậu trời ơi, của chàng kêu thiếp không có con. Bảo chàng kêu thiếp đi tìm đại phu hay phu thê kẻ xứng người hòa chăm chọc thiếp rồi. Chàng nghĩ thiếp không muốn sinh con sao? Người sức môi kỳ với mẹ mà. Cậu mợ chỉ nói thôi. Gia thế bên nhà thiếp không được tốt mà. Đâu bằng công chúa, ai cũng xem công chúa là báo vật. Chỉ có thiếp, thiếp tưởng chừng cưới A Hoàng Tứ Đức làm con dâu còn đỡ, ai ngờ cũng hỏng chuyện luôn. Thiếp hiểu mà, ai cũng khinh nghèo trọng giàu. Nhưng nương chàng làm sao không để tâm. Cậu chàng khiên cái Phật tử đa lớn như vậy cũng không sợ mệt, bởi vì nịnh bợ được công chúa còn hơn mở kho vàng. Tiểu Ngọc à. Trời ơi, bỏ đi bỏ đi, chàng mau lập thiếp đi. Nếu chàng không có con thì sẽ bị xem thường, đúng là nghiệp chứ. Nàng đừng có bao giờ tuyệt vọng mà. Cho dù thế nào ta cũng không dòm ngó con gái khác đâu. Nhìn ta nè, ta tuyệt đối không lập thiếp đâu. Chuyện con cái sau này cố gắng chút là được rồi. Chúng ta còn trẻ mà, phải không hả? Chàng nói thì phải giữ lời đó. Vậy sau này chàng ngày cũng phải cố gắng, đêm cũng phải cố gắng. À trời, vất vả lắm đó. Nàng phải làm nhiều đồ bổ cho ta ăn rồi. Trời ơi, lúc nào cũng lo ăn hết rồi. Nhanh tay lên đi, đừng có lười quá. Khiến từng mắm đi, lỡ làm bể rồi tôi trừ lương cậu đó. Thiệt tình dạ. Lười quá trời luôn. Thiệt tình à. Con chào cậu, con chào mợ. Đà Phúc, sao con rảnh rỗi quá vậy? Dạ phải, thật là thất lễ quá. Không có chuyện không tìm đến. Có cái này con muốn nhờ cậu mợ. Chỉ có cậu mợ mới giúp được con thôi à. Có chuyện gì? Đây là ông Phật Đa Tử, phiền cậu mợ đem tặng cho nương tử con. Xem như là cậu mợ tặng được không? Không phải cậu mợ thỉnh một cái cho tam công chúa, khiến nương tử của con không có được vui chứ. Thì cậu biết đó, đàn bà con gái hơi nhỏ mọn chút. Ôi trời ơi, mợ còn nói nhiều thứ. Thôi chết rồi Đa Phúc à, con cũng biết tính của mợ rồi đó. Có sao thì nói vậy, mợ ăn ngay nói thẳng mà, đừng có trách mợ đương nha. Đương nhiên là con mợ hiểu rồi, cho nên con mới làm phiền cậu mợ. Hy vọng cậu mợ tặng Phật Đa Tử này cho cổ giùm con để cổ vui vẻ mà. Rất đơn giản, dễ giải quyết thôi. Con cảm ơn cậu. Được rồi. Ông xem đó, Đa Phúc thương nương tử ghê chưa. Tôi biết rồi, này đi đâu vậy? Con bé xong thì đi đổ rác mà. Ôi trời ơi, vậy mà dám đem đổ hả? Làm gì không trình tự gì hết trơn à. Rác quét xong phải sàng kỹ lại, lỡ quét luôn vàng cá ở trong đó thì làm sao chứ. Thật sự làm tôi tức tới muốn chết luôn vậy đó. Dạ. Trời ơi, thiệt tình. Nhịn gì? Bộ rảnh lắm hay sao vậy? Mau kiểm tra sổ vàng, mang ra từng mâm kiểm sổ. Mau lên đi. Dạ. Còn nghĩ kỹ coi, mấy người làm này không có la là không có được à. Cậu ba, cậu rất là có khí thế đó. Đương nhiên rồi, kinh doanh là có nhiều bí quyết lắm. Dạ, xin lắng tai nghe. Muốn học hỏi hả? Dạ. Tặng cho con 2 câu nghe. Dạ được. Quản lý người làm phải biết lỏng chặt vừa phải. Quản lý sổ sách phải biết tăng thu giảm chi, tiết kiệm từng chút. Tiết kiệm thế nào? Mai cho con rồi đó. Lát nữa cậu có hẹn nhị thúc công ở Đại Bảo chiếu cố bà công việc. Nhị thúc công chẳng phải làm ở tiệm cầm đồ hả? Bàn giấu mấy chuyện gì? Cậu không biết có một thứ gọi là bỏ vàng sao? Tức là cái vàng người ta đem đi cầm không có tiền chuộc lại.
chiết khấu cho món đồ bằng 2 phần của giá vàng thì cậu trả thêm 2 phần mua vàng của họ. Còn hơn là cậu đến tiệm vàng để bỏ tiền ra mua vàng về. Nè, lát nữa con theo cậu á, cậu sẽ bỏ tiền vô túi của con. Dạ được. Mấy món vàng này người ta bán đứt. Theo văn duyệt thì toàn bộ vàng được sản xuất ở Nam Vàng Kiến Nam Đạo. Túi vàng cũng rất là tốt nha. Thì đương nhiên rồi. Kim đại thiếu gia biết xem hàng, chính vì đây đều là hàng tốt cho nên tôi mới đợi giá mới bán. Thôi được rồi, cho mức giá luôn đi. Người ta bán đứt cho tôi với giá 2 phần, mọi người trả thêm 4 phần nữa đi. Nè, đáng mua lắm. Đáng mua 4 phần đó, vậy ông lợi gấp đôi rồi. Bây giờ còn rẻ hơn giá gốc 4 phần lận. Thiếu gì người dành mua. Đem đi cầm thì chắc chắn không có gì hơn rồi. Thật sự là xui tận mạng luôn đó. Mà còn bán đứt luôn sao? Sao mà tốt lành cho nổi chứ. Một là làm ăn thất bại, hai là chết oan. Bán tính rẻ một chút đi, mau mắn một chút đi, giảm cho chúng tôi 4 phần. Rõ ràng có lợi cho ông, còn ép giá tôi nữa. Ôi trời ơi, trả lên trả xuống có gì lạ đâu. Ông bớt chút đỉnh thì đôi bên đều vui vẻ. Phải rồi, người ta mua vàng là chuyện vui. Mấy món đồ này của ông không biết có tốt lành hay không nữa. Tôi sợ mai mốt qua đem bán dạo không ai mua. Thôi bỏ đi bỏ đi, trả ông thêm 2 phần nữa. 2 phần? Vậy tiền công tiền kho của tôi mấy người trả hả? Chúng tôi còn phải gia công lại đó. Tiền công nè, đun đúc nè, nấu củi lửa tiền công lại cũng đâu phải ít. Được, chị tôi tặng hết số vàng này cho mấy người đó. Được không? Giỡn hoài. Đâu phải đâu dĩ thuốc. Thuận tiện một bên, lợi cái đôi bên. Tính rẻ một chút đi ha. Tôi lấy cây chân bạc cũng không bán cho mấy người đâu. Cậu mợ ba, cậu mợ ép giá vậy? Nếu là con cũng không bán đâu. Đây là sách lược của cậu mợ mà. Đó gọi là tiên tử di hậu sinh. Sớm muộn gì cũng quay lại năn nỉ cho bà coi. Đến chừng đó đem ém thêm 1 phần. Gì chứ, ông ta chịu bán, chắc gì cậu chịu mua nữa. Giỏi, ông giỏi lắm. Chứ sao? Phò má gia. Hí, bài trận hả? Tôi định bày một thế trận thạch lựu kim cang, phù hộ công chúa ra vào bình an. Rồi sau đó bày thêm trận đào hoa ăn nên làm ra cho đa thọ để đa thọ. Mọi chuyện thật thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng mà dạo này tôi thấy đa thọ mắt rưng rưng rất uể oải, nhìn thấy mà cũng xót cả dạ. Tức làm vậy, tam đệ này của tôi tức là Nam Nhi tốt tuyệt thế, nó không bày bạc trai gái, lượm được cỏ rơi xem như báo, hiếu thảo trọng tình với người. Tôi nói cho cô biết, cô gái nào không chọn nó thì thật sự lỡ mất dịp tốt đó. Còn nữa nghe. Xin lỗi nha phò má cha, hôm nay tôi rất bận, hôm khác tôi mới để cho phò má cha xem á. Tứ, cô bận lắm sao? Nè, cô bận việc gì vậy? Hả, bận việc gì nói đi. Thật sự rất bận mà, có số hàng khô chuyển đến phủ công chúa, tôi phải kiểm tra từng món. Còn chỉ Thu Nhi nấu đường thẻ, giúp công chúa làm quả tương, còn phải ra tiệm mua rau quả. Mà còn khoan đã. Cô là tổng quản mà, không phải cô quản lý người ta làm việc sao? Sao làm việc nhiều đến vậy? Không lẽ bị người ta bắt nạt? Trời ơi, đương nhiên là không phải. Nhiều việc để làm mới thấy là tôi quan trọng mà. Không lẽ anh không ngồi rồi, ngồi ở một góc đếm ngón tay tốt hơn sao? Càng bận rộn, tôi càng cảm thấy thỏa mãn. Càng bận rộn, càng thấy thỏa mãn. Không phải nữ nhi muốn tìm chỗ tốt hay sao? Có chỗ dựa thì cũng phải bận rộn. Chỉ biết cắm hoa hàng ngày cũng phải lo cho nhà chứ. Giống như công chúa nè, mỗi ngày công chúa đều phải cư nghị chuyện trong phủ với trương phủ thừa lâm ấp lĩnh. Và cũng giống như kim gia, hàng ngày nhị phu nhân á phải họp với thiếu phủ giám á. Nói tóm lại là ai cũng rất bận rộn. Phò má xem đại thiếu gia và tam thiếu gia, vì tiệm vàng mà ngày nào cũng lay quay không xuể đó. Cũng phải. Phải rồi. Con chim trên cành đẻ trứng rồi cũng bận chuyện xây tổ mà. Đông sang xuân đến, cả chùa cũng bận chuyện dời tổ đó. Thật sự là chúng tôi bận lắm. Phò má gia xin phép nha. Đó thấy chưa, cả con rùa cũng bận rộn như người ta nữa. Có một mình ta nhàn rỗi, đi lung tung khắp mọi nơi thôi. Tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi. Huynh rất sợ hôi, cũng đi ăn thịt dê với đệ. Nè, kể lấy vài câu cũng không được sao? Còn châu mày nữa. Sợ huynh sao? Em nói tiếp đi. Để xem nè, công chúa, nhị nương, đại ca, tam đệ, tất cả họ ai cũng có việc riêng của mình. Thiên chức Nam Nhi bảo vệ gia quyến. Còn huynh, huynh ăn no thì ngủ, ngủ dậy còn xây sẩm trắng giang. Để có hiểu hay không? Hả, hiểu không? Vậy thì huynh tìm chuyện làm đi. Điều bằng lãnh nhất của huynh là cái gì? Bói toán xem quẻ, có thể nói là thiên hạ vô song.
Không lẽ kêu huynh đi xem bói có cái gì khác không? Tập kỹ huynh cũng giỏi lắm, huynh sẽ biểu diễn cho đệ xem nha. Hey! Diệu ca, đường là phò mã, sao có thể biểu diễn bừa bãi được? Coi chừng người ta nhìn thấy đó. Ngồi xuống đi. Xem bói cũng không được, biểu diễn cũng không được, huynh thật sự như kẻ vô dụng đó. Đi thưa gia, tôi châm thêm nước cho cậu nghe. Ông chủ làm tôi ngại quá, bao ông đứa thần tới châm nước cho tôi nữa. Không bỏ công sao kiếm được tiền. Hãy nghĩ đến vợ con là thấy vui mừng, làm việc suốt 12 canh giờ cũng không thấy mệt. Bái phục. Tôi còn phải lo chuyện khác tự nhiên nghe. Để xem kìa. Hả? Người ta bị què mà cũng gánh vác cả gia đình, vậy tức là tàn mà không phế. Vậy như huynh đúng là vừa tàn mà còn vừa rầu nữa. Lan đại nhân, mời đại nhân lên gác. Lan đại nhân. Phò mã gia. Sao trùng hợp vậy? Mới họp ở trong hội gành vàng xong, phò mã cũng thích ăn thịt dê sao? Người hãng món này là biểu đệ của tôi đó. Lan đại nhân, tại hạ là quan viên hữu duy, gia phụ Đinh Tài Dượng, bái kiến Lan đại nhân. Quả thật nghe tên không bằng gặp mặt đó. Thì ra cậu là chủ lĩnh phong hiệu à? Không nên tư ngộ, chi bằng ngẫu nhiên. Mời. Được. Mời Lan đại nhân dùng trà. Cảm ơn. Ý là thịt sườn dê, lại còn là phần mềm nhất của con dê nữa. Đinh đại nhân cậu thật là khéo ăn đó. Vậy thì Lan đại nhân cũng là người sành ăn rồi. Thịt dê của A Thất trực tiếp chuyển từ Thảo Nguyên đến. Họ xào thịt dê trước, sau hầm rồi xào, sau đó mới chế nước dùng. Thật sự là vừa mềm vừa tanh đó. Được, cho tôi canh thịt dê hồi hương của ông chủ đi. Dạ được. Cho thêm nhiều thịt nạc một chút, vậy thì sẽ càng tanh hơn nữa. Được, không thành vấn đề. Phò mã gia, Đinh đại nhân. Uống. Hôm nay được cùng Lan đại nhân thịt dê gặp tri kỷ, vui sướng. Uống. Rất nhiều người vừa nhắc tới hai chữ thịt dê là thấy tanh rồi. Không ngờ hai vị lại giống như tôi, thích mùi tanh của thịt dê. Món này hữu duy hảo, còn tôi... Dạ phải, từ khi lọt lòng mẹ tôi đã hảo thịt dê rồi. Gửi mùi là thấy thèm rồi. Đáng tiếc cha mẹ là không thích, cho nên lần nào tới đây cũng chỉ ăn một mình thôi. Không sao đâu, sau này cậu sẽ có bạn mà. Vì thịt đùi và giò dê và lòng dê của tiệm này tất cả đều rất hấp dẫn. Lo đại nhân, ông vừa tới họp xong vậy chắc là nhị nương tôi đang trên đường về phủ rồi. Đột nhiên tôi sực nhớ có chuyện cần bàn với nhị nương, hay vậy tôi xin phép cáo từ. Ăn ngon nghe. Được rồi, vậy chúng ta gọi đùi dê có được không? Gọi, nhưng mà gọi 2 cân đùi trắng trước cái đã. Dạ được ông chủ. Miếng thịt dê mềm mà lại thơm ngon nữa, nước thịt thanh ngọt lại đậm đà, luôn cả rượu ngon, thật là tuyệt vời. Hai người ăn hoài mặt thì hồng hào. Thỏa dạ, thật là thỏa dạ. Là đại nhân à? Để hai quan đâu về phủ nha. Không cần đâu, đêm nào tôi cũng về lúc nửa đêm, không có sao hết đó. Đêm nào cũng về khuya vậy sao? Ông không sợ La phu nhân không được vui sao? Tôi sống có một thân một mình thôi mà. Theo luật lệ của đại đường thì nam nữ đến tuổi chỉ định ắt phải hôn phối. Nếu là đại nhân một thân một mình, không phải nương tử đã mất thì là thỏa thuận hòa ly. Đã từng bể dâu, năm đó chỉ vì một sự cố mà nương tử yêu quý và đứa con trai của tôi cũng mất luôn mà. Nếu con của tôi mà còn sống, có lẽ cũng lớn cỡ đại nhân rồi. Thì ra người đau lòng ắt có chuyện đau lòng. Là đại nhân, thật lòng xin lỗi nha. Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Đó là ông trời nói cho tôi biết, tôi không có phước phần làm cha, cho nên tôi tập trung tinh thần cống hiến cho triều đình, tận trung báo quốc. Thật ra ngày trước khi con trai tôi ra đời, tôi đã từng nghĩ sau này nó khôn lớn, tôi nhất định sẽ dạy nó cưỡi ngựa bắn tên, cùng tôi chơi đá cầu, để những gì tôi học được dạy hết cho nó. Nhưng mà thịt dê thắng, thịt dê ngon, ăn thêm vài miếng
Sẽ khỏe người. Sẽ khỏe người. Đinh đại nhân quả siêng năng hơn người. Nhưng mời cô đưa tới đây thăm, không phải có đề tài gì khó muốn thử tôi chứ. Tôi định báo tin mừng này cho đại nhân biết. Lệ doanh tỷ muội của tôi tháng sau sẽ thành thân. Huynh không cần vì chuyện hôn sự của cổ mà trằn trọc băn khoăn đứng ngồi không yên. Sao bao dữ vậy? Người đó là ai? Điều tra kỹ chưa? Đối phương đã từng có hôn phối chưa? Yên tâm, cổ gặp lại biểu ca ở quê nhà. Họ vừa gặp là đã yêu, tình đầu ý hợp, cho nên mới quyết định về quê thành thân. Vậy thật sự phải chúc mừng cho cổ. Cuối cùng cũng tìm được Lam Quân như ý rồi. Phu quân là do Lệ Doanh tự chọn. Vậy tức là đại nhân không có làm gì hết. Không phải quan ngoài chúng tôi làm việc không hiệu quả đâu. Chẳng qua cổ tình cờ gặp được cơ duyên, trời ban lương duyên thôi. Hôn sự này tôi không liên quan tới chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng tốn không ít công sức rồi đó. Phải, mấy người đã tốn không ít công sức thì đừng có bỏ phí. Hay là chuyển qua cho tôi, xem như tìm giùm tôi. Huynh cũng biết tôi chỉ muốn tìm ra bà dị thôi. Bà dị phải không? Không phải vấn đề đâu. Cô muốn dài rộng và dày cỡ nào vậy? Giọng điệu phớt lờ, vẻ mặt xem khinh, vậy là sao chứ? Theo nguyên tắc chuyển qua đương nhiên là không có được rồi. Chỉ là bằng hữu với nhau, xem như tôi bỏ tiền ra làm mai cho cô thì cũng được vậy. Là huynh nói đó nha, bằng hữu tốt. Chính là vì bằng hữu tốt với cô tôi mới nói thôi. Cô cũng chỉ vì muốn sau khi cô chết có chỗ nương tựa, có nhà có cửa thôi mà. Chỉ bằng nghiêm chỉnh suy nghĩ tìm một phu quân chính chắn luôn đi. Tìm phu quân để chia tài sản của tôi hả? Tôi đâu có ngu như vậy. Nói gì thì nói, Lệ Doanh sắp lên đường trở về quê, chi bằng nghĩ xem tặng cái gì cho cổ còn hay hơn. Chúng ta cùng nhau tặng cho cổ nha. Tặng ngân phiếu thì không có thành ý, tặng hải vị thì không có ý mới mẻ. Trang phục cưới hỏi cổ đã có, long phụng trúc tùng cổ cũng có, bánh cưới đem về tới nhà cũng có kiếm. Đừng có nhìn tôi, tôi cũng không biết nên tặng cái gì nữa. Tôi không nhìn cô đâu, tôi nhìn cái tục khổng tước ở phía sau cô kìa. Ủa, lại là hai vị. Lần trước hai vị đến dành mua cái tục khổng tước, sao lại trùng hợp đến mua nữa vậy? Ông chủ, lần trước làm bể một cái, tôi đã mua một cái. Vậy thật ra trong kho còn cái. Cô mua cái này là có thể thành một đôi luôn rồi. Quỳnh mua cái này gộp với cái của tôi thì có thể thành quà tặng cho Lệ Doanh rồi. Cô thật là giỏi tính toán đó. Hôm nay là đại hạ giá, có lợi cho huynh rồi đó. Ông chủ à, tôi không tướng này bán sao vậy? Lẽ ra một cái 10 lượng, nhưng giờ thì 3 lượng thôi à. Rẻ đó. Tôi mua liền, bây giờ mua ngay. Trời ơi, con khổng tước này rất là sinh động. Ông chủ, tôi mua. Đệ thẩm, cái tô này tôi xem trước mà. Nhìn mấy người đứng nãy giờ chưa chọn được. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Hiểu không? Đang trong tay của tôi thì của tôi. Ông chủ, gói lại giùm tôi đi, nhanh lên. Bà có biết phép tắc, lễ phép hay không? Có biết tôi là cẩm? Cẩm gì? Có dập đánh tôi không? Tôi đi báo quan đó. Nhìn gì? Đàn ông hả? Dám bắt nạt phụ nữ hả? Thôi, bỏ đi. Đừng có hiểu biết tâm trạng với hạng người này. Tôi chỉ có một cái tô, làm sao làm quà tặng cho Lệ Doanh được? Thôi, không nên nói với họ. Tới chỗ khác mua đi. Mua chén chỉ mua một cái, ngủ dậy sẽ thành yêu tinh đó. Ông chủ tính tiền. Lấy cái hộp đẹp thật đẹp gói lại cho tôi nha. Biểu ca. Biểu ca. Thiện. Mùa tìm huynh vất vả quá. Tại sao mùa ở đây? Ê trời ơi, kiểu vàng. Biểu ca, huynh á, huynh càng lúc càng huy hoàng, càng lúc càng giàu sang. Cuối cùng mình cũng tìm được rồi. Nè, không cần tiếp đãi đâu, vào trong ngồi từ từ nói đi ha. Đi, vào đi. Con gái của cô, của biểu đệ, của cậu, của bà dì họ ha. Tính ra họ hàng xa ơi là xa, không dính dáng gì hết. Khó tránh trước giờ chưa từng gặp mặt. Biểu tẩu à, tao không biết đâu. Tôi với biểu ca là thanh mai trúc mã, tình nghĩa của chúng tôi nặng cỡ nào cũng không thể nào đo lường được. Biểu ca hả? Xem chút nữa mùi quên mất, có món quà này tặng cho huynh nè. Biểu mùi à, huynh mở ra xem có thích không. Món báu vật này mùi mua ở tiệm cầm đồ Biện Châu giá 100 lượng đó. Phải nói là ngàn dặm xa xôi của ít lòng nhiều mà. Nè huynh có thích không? Thích lắm đó. Mùi tới Trường An làm gì vậy?
tướng công của muội vừa mới qua đời, bây giờ muội không còn người thân nào mới sực nhớ biểu ca là người thân duy nhất, cho nên ngàn dặm xa xôi đến đây để thăm huynh. Trời ơi, hiếm có dịp cô Thiện đến Trường An. Đáng tiếc là chỗ của chúng tôi chật chội lắm, không thể tiếp khách được. Nhà trọ ở Trường An tuy là tốt, nhưng cũng không tốt bằng quê nhà. Phải nói là người xa quê thì hèn. Cô đừng nghĩ chúng tôi ở Trường An kiếm sống dễ dàng. Thật ra cuộc sống của chúng tôi vất vả lắm. Biểu ca, huynh còn nhớ lúc Hữu Duy ra đời á, huynh với muội cái gì? Cha, mẹ. Thiếu gia. Bà. Con chính là Hữu Duy sao? Trời ơi, khôn lớn rồi, khôi ngô tuấn tú lắm. Để biểu cô nhìn kỹ con nha. Biểu cô. Biểu tẩu có biết không? Biết cái gì? Không, lúc Hữu Duy ra đời á, muội ấy đã tặng món quà quý cho chúng ta rồi. Biểu muội à, muội từ xa đến chắc là cũng mệt rồi. Để huynh đưa muội về trong phòng nghỉ ngơi nha. Phải đó, đi đường nhọc nhằn còn rất đói bụng nữa. Tuyết à. Dạ. Làm mấy món nhẹ tiếp đãi khách đi con. Dạ lão gia. Cổ thật sự không có người thân, để cổ tạm gia đình của mình đi ha. Nè, vào phòng nghỉ ngơi đi ha. Vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Dạ. Đi đi. Mẹ à, chúng ta và biểu cô này bộ thân lắm sao? Mẹ cũng rất muốn biết là thân tới cỡ nào. Tam thiếu gia, chuyện này tệ hết sức đó. Trời ơi, tệ hại cỡ nào chứ. Hai người có nhớ cái chén dân đào mà thiếu phủ giám cho chúng ta làm mùng 10 tháng sau phải giao hàng rồi hay không? Phải, lần này đúng là nhà dột mà đêm còn gặp mưa. Trước tiên là cậu Phát bị nhiễm phong hàn, bây giờ tới phiên cậu Đại cũng bị thương ở tay. Giờ lỡ đó chỉ còn mình Thúc nhiều kinh nghiệm, tức là mọi chuyện Thúc làm không sể. Không mà dũa phải từ từ và tỉ mỉ, tôi lo là không kịp. Ê, ở đó chỉ có mình Thúc mà biết mài dũa sao? Đưa người khác làm không được hả? Đại thiếu gia, mài dũa chứ không phải mài đá. Nếu dễ vậy cậu đi mài đi. Số chén vàng này là làm cho hoàng thượng sử dụng. Đại ca, thân của linh hầu nhỏ nhắn, công mài dũa rất là cầu kỳ, không có kinh nghiệm nhiều năm, công nhân bình thường làm không nổi đâu. Tam thiếu gia sáng suốt đó, biết vấn đề ở đâu. Vấn đề là có người sợ cực, mướn thêm 7-8 sư phụ đến phụ nha được không? Đại lực tôi xưa nay làm việc không sợ cực nhọc, có điều làm thêm vài giờ, làm từ sáng cho tới tối cùng lắm chỉ làm được một cái chén vàng thôi. Bây giờ thời gian chỉ còn nửa tháng. Đại thiếu gia, cậu không khéo ăn nói thì cũng phải biết tính toán chứ. Tôi mà không biết ăn nói hả? Đại ca, đại lực Thuốc, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết công đoạn cuối cùng mài dũa. Bắt đầu từ bây giờ, Thuốc đừng bận tâm đến công việc khác, mà chỉ cần tập trung mài dũa ở phần này. Bây giờ còn cách ngày giao hàng tới nửa tháng, thì một ngày Thuốc làm một cái chén vàng, 5 cái còn lại tôi sẽ mời Mặt đại phu đến khám cho Phát. Tôi đoán như bệnh nhẹ như phong hàn, cùng lắm là 10 ngày là hết bệnh. Đến chừng đó Phát có thể phụ giúp rồi. 5 cái còn lại không thành vấn đề. Nếu như nửa chừng tay của Đại hết đau, có thể phụ giúp càng tốt. Sắp xếp như vậy Đại lực Thuốc thấy sao hả? Có lẽ cũng được đó. Có Tam thiếu gia ra chủ ý thì không sợ sự việc rắc rối. Tam thiếu gia, cậu không những hiểu đạo lý làm ăn mà còn rất trọng lượng có khí phách. Từ khi cậu trở lại tiệm vàng, không những làm ăn khá lên mà khách cũng không có khiếu nại. Cũng may hôm đó cậu ngăn cản không cho tôi nhảy lầu, nếu không thì tôi không nhìn thấy được cậu anh minh rồi. Bộ không có câu nào khác hả? Đại lực Thuốc, Thuốc lập tức làm mấy mẫu cho tôi xem. Được, Tam thiếu gia dặn tôi sẽ làm ngay. Làm phiền. Đại lực Thuốc này, ăn nói thì cọc lóc, không có tôn ti chỉ giỏi nhảy lầu không à. Trời ơi đại ca, Đại lực Thuốc là người thô lỗ, không có giỏi dùng từ, nhưng mà Thuốc ấy rất giỏi việc. Nè, huynh là ông chủ, không lẽ huynh lại so đo từng chút với Thuốc ấy? Dĩ nhiên là không có. Phải rồi, có phải chiều nay huynh và mẹ đến tổng hội vàng dự họp không? Hey, nhắc tới là thấy mệt. Cái đám người đó, nói đi nói lại chỉ nhiều đó, năng lực lại thấp. Mỗi lần họp lại họp đến nửa đêm nửa hôm mới xong. Tam đệ, hay là đệ thay mặt huynh đi họp đi. Nhưng mà đệ phải đi gặp ông chủ Trần. Hả? Bộ phải nhập thêm vàng vào kho sao? Ông chủ Trần nói vàng rất nặng cho nên phải tăng giá đó. Hey, ngãi giá là sở trường của huynh. Thôi vậy đi, đệ và Như Nương đi họp, còn ông chủ Trần ở giao cho huynh đi. Miễn bàn đi. Ông nói gì? Giờ vàng tăng cao, ở đâu cũng rất mắc mà. Biểu tôi làm sao tính rẻ cho cậu? Ông chủ Trần à, dù thế nào đi nữa ông tính giùm tôi đi ha. Hết đường tính rồi, hẳn đi tìm tôi. Ông chủ Trần, ông... Vì Thúc Công ơi, vì Thúc Công, dù sao vàng của Thúc cũng cần bán gấp mà, chừa lại cho tôi một ít đi cũng được vậy. Đúng là cần bán gấp, nhưng mà tôi muốn bán hết cả hộp. Cậu mua có một chút đỉnh là thôi, bỏ đi, về đi. Vậy Thúc Công thì ra là đại thiếu gia của giám Kim Hiệu. Tình cờ gặp nhau ở đây, nói chuyện lát nghe. Được. Hộp vàng này của ông chưa bán được sao? Lần trước cậu cũng thấy đó, vợ chồng ông chủ Đinh ép giá tù quá, không lẽ lỗ tôi cũng bán hả? Nếu như tôi mua hết cả hộp của ông thì ông bán bao nhiêu nè? Cậu cũng có hứng thú sao? Có.
Nhưng mà ông tính rẻ một chút có được không? Hả? Lại rẻ à? Nè, tôi mua hết cả hộp còn hơn lòng đi bán lẻ. Có thành ý như vậy bán là đáng rồi. Hả? Được, tôi tính rẻ cậu chút. Được, vậy tôi chuẩn bị ngân phiếu. Về rồi nè. Tư công, sao chị Tụy hốc hác quá vậy? Phải rồi đó, hôm nay bận rộn muốn chết luôn. Vừa phải bàn chuyện mua vàng, vừa phải xem mẫu thử vàng, rồi sau đó lấy tiền đặt cọc cho người đi lấy vàng nè, rồi sau đó kiểm vàng cho vào kho. Thực sự tối cả mặt mũi luôn nè, nghĩ xem có cực khổ hay không vậy. Trời, tội nghiệp quá à. Chuyện gì chàng cũng lo hết. Vậy nương với Đa Thọ không có phụ gì hay sao? Tại vì họ phải đi dự họp mà, nên làm được thì làm, lo được thì lo. Trời, vậy họ quá nhàn rỗi rồi. Đâu có sao đâu, không có họ thì ta vẫn có thể một tay lo xong hết mọi chuyện. Hôm nay ta đã bàn bạc được một việc là bạn lớn. Tứ công, chàng thật là giỏi quá. Chứ sao nữa, đối với những kẻ xem thường mình chỉ có một cách thôi, chính là phải làm tốt hơn nữa. Không nổi giận không xem tôi ra gì, tôi phải cho tất cả mọi người biết, đặc biệt là Đại Lực Thúc, ai mới thật sự là người giỏi nhất của Giám Kim Hiệu. Hay quá hay quá. Xin chào. Chào đại thiếu gia. Ủa, Đại Lực Thúc đâu? Nói vàng trong kho không đủ mà, gọi thúc ấy ra cho tôi. Đại thiếu gia, Đại Lực Thúc còn chưa tới. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa tới? Bộ khỏi làm hả? Tối qua Đại Lực Thúc làm rất khuya, cho nên để kêu thúc ấy sáng nay tới trễ. Tam đệ, để con tới sớm hơn huynh nữa. Mẹ không có nói với huynh hả? Nói gì? Tối hôm qua đệ và mẹ đi họp ở tổng hội ngành vàng đã về rất khuya, cho nên đệ về đây dễ cho xong mẫu dễ luôn. Phải, xin ý Hương Long, mọi người qua đây nghe cho kỹ nha. Dạ. Là đại nhân nhận được tin tức, gần đây có một số trang sức gọi là tan vật, hơn nữa đã đưa vào Trường An, dự đoán sẽ bán ra từ tiệm vàng hoặc tiệm cầm đồ có uy tín không tốt. Bây giờ mẹ đã liên lạc với các tiệm vàng khác để phát mẫu tan vật cho họ, để chặn lại số trang sức này. Mà tôi cũng đã phát quà được mấy mẫu, lấy đem phát cho mọi người đi. Mọi người nhất định phải xem cho kỹ các mẫu tan vật. Nếu như có kẻ nào đáng nghi đến đây chào bán, phải lập tức báo cho tôi ngay. Tiệm cầm đồ sẽ lấy tan vật làm thế chấp, sau đó xem là vàng bỏ để bán ra. Có hiểu không? Dạ hiểu. Vừa rồi á, để nói họ tung hàng qua con đường nào. Tiệm cầm đồ sẽ lấy tan vật làm thế chấp, sau đó xem là vàng bỏ để bán ra. Đại ca. Đại thiếu gia. Đúng là thói vàng trá không thể nào lường được. Sao thúc lại nói vậy? Trên đường đến đây tôi nghe thấy tiệm cầm đồ Đại Bảo ở đầu ngõ bị niêm phong, cả vị thúc công cũng bị bắt. Sao lại như vậy chứ? Nghe nói là vị thúc công bán tan vật. Hả? Cả tan vật cũng bán, ai lại dại dột mua của ông ta chứ? Thật là hồ đồ hết biết. Đúng vậy đó. Đại ca, đi làm đi sợ mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.